Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Hữu Toàn, đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hiện nay tôi đang có mặt tại thị trấn Nghẻ Giao, huyện Châu Đức, thành phố Vũng Tàu để cập nhật cái tiến độ thi công của nhà anh Việt do công ty của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Thì mời các bạn theo chân của tôi đi đến ngôi nhà của anh Việt và xem cái tiến độ hoàn thiện của công ty chúng tôi làm cho nhà anh Việt đến đâu rồi nhé. Xin mời ạ. Vị trí của tôi đang đứng ở đây là tầng trệt của nhà anh Việt. Thì nhà của anh Việt do công ty của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói, bao gồm cả phần ngoại thất và nội thất của công trình. Thì như các bạn đã thấy, ngôi nhà của anh Việt đang hoàn thiện ở những cái khâu giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, xong những cái khâu là ốp lát, sơn nước và là thi công gia công những cái vực nội thất, phào chỉ như thế này. Thì ngôi nhà này của anh á là thiết kế theo hình thức là tân cổ điển. Thiết kế theo hình thức tân cổ điển và mục đích sử dụng cho ngôi nhà sẽ là dùng để làm nhà ở và studio để kinh doanh chụp ảnh. Ở hình thức trần, chúng tôi thiết kế cho anh là dạng trần dập cấp và có cái phào chỉ chạy viền chân xung quanh để đồng bộ với cái hình thức tân cổ điển của ngôi nhà. Trần thì chúng tôi bố trí cho anh là các dạng đèn trần đao lai và bố trí theo cái khoảng cách tiêu chuẩn là 1m6 trên một đèn. Ở vị trí cửa chúng tôi sử dụng cho anh Việt là chúng tôi tư vấn cho anh là loại cửa composite. Thì cái loại cửa composite này là dùng cái công nghệ là các hạt nhựa kết hợp với bột gỗ nén lại. Và tư vấn cho anh Việt sử dụng là cái cửa này sẽ gần như là cái cửa giống như là cái loại gỗ, nhưng mà thật ra nó là cái bản chất của nó là cửa nhựa. Và cái cửa nhựa này á, nó tính chất nó ưu việt hơn cái loại cửa gỗ á, là nó sẽ chống cong vênh mối mọt, mình dùng nó sẽ bền với cái thời gian hơn là cửa gỗ. Thì tất cả các hệ cửa ở nhà anh Việt, cửa phòng thì chúng tôi dùng cái loại cửa composite này để thi công cho nhà anh. Và mời các bạn theo chân của chúng tôi lên trên tầng 2 nhà của anh Việt để xem các không gian còn lại ạ. Thì cái lối giao thông lên tầng 2, chúng tôi hoàn thiện cho anh là cầu thang thì ốp đá, tay lan can kính và sử dụng tay gỗ để hoàn thiện cái không gian cầu thang này cho anh. Thì phần cầu thang này theo nhu cầu của anh Việt là sử dụng cái loại đá ốp màu trắng để tôn lên cái vẻ đẹp của cái không gian thông tầng, làm cho không gian này sáng sủa hơn. Thì ở trên không gian tầng 2 này của nhà anh Việt là ở phía trước sẽ là studio áo cưới. Không gian này là không gian trưng bày các bộ váy và vest cho chú rể và cô dâu. Thì cái không gian này của anh thì hiện tại là anh Việt đã dọn về nhà mới để chuẩn bị các công việc tiếp theo, mà do cái yêu cầu công việc của anh nên là hiện tại cái cửa này đã khóa lại và để giữ lại những cái món đồ riêng của gia đình. Thì như các bạn thấy á, là cái phòng trang phục này của anh á, là chúng tôi thiết kế cho anh á cái dạng là hình thức là tân cổ điển. Các phào chỉ cũng được trang điểm và các phào chỉ có được tô điểm thêm để tạo cái phong cách tân cổ điển ngoài cổ cho gia đình của anh. Và cái trần á, chúng tôi dập cấp xung quanh cái chân trần thì chúng tôi cũng đi những cái phào chỉ như thế theo hình thức tân cổ điển, rất là đẹp và bắt mắt. Thì các loại phào chỉ chúng tôi đi á, là loại này sẽ không phải là loại phào chỉ đắp, mà là chúng tôi sử dụng cái loại phào chỉ có sẵn ở ngoài cái cửa hàng, là chúng tôi tư vấn cho anh và mua về và lắp lên để hoàn thiện cho cái ngôi nhà mình. Mặc dù á là cái phào chỉ này á là được sản xuất theo cách công nghiệp, nhưng mà cái hình thức này á vào ngôi nhà của mình thì nó cũng sẽ rất là đẹp, nó sẽ không thua gì cái loại mình gia công bằng tay do các bác thợ đắp, và nó cái giá thành của nó sẽ tương đối là rẻ hơn.
Thì ở khu vực tầng 2 này á, cái phòng ngủ và các phòng không gian ở tầng 2 sẽ sử dụng một cái không gian chung là nhà vệ sinh. Thì ở nhà vệ sinh này á, chúng tôi bố trí cho gia đình của anh sẽ là, em mời các bạn xem cái không gian này của nhà anh. Thì ở không gian nhà vệ sinh chung của trên tầng 2 này á, chúng tôi bố trí cho anh việc á, là một cái vách kính để ngăn cái không gian giữa khu vệ sinh ướt ở bên trong này và khu vệ sinh khô. Thì ở đây vẫn đầy đủ cái công năng như là một cái lavabo, một cái xí bệt và vòi sen tắm. Hình thức gạch ốp cho nhà anh Việt là chúng tôi sử dụng gạch ốp đến kịch trần. Đây, như các bạn thấy rồi, ở trên trần này chúng tôi bố trí đèn đao lai. Ở hình thức cửa, chúng tôi tư vấn nhà anh thì như lúc nãy tôi cũng đã nói là các loại cửa chúng tôi thi công cho nhà anh Việt đều là cái loại cửa composite. Việt không có ở tại đây nên là chúng tôi xin phép sẽ không có vào những cái phòng của gia đình có cái vật dụng cá nhân của anh. Mời các bạn theo chân tôi lên trên tầng 3 để xem các không gian hoàn thiện. Thì ở trên tầng 3 này á, thì cái trong thiết kế của chúng tôi sẽ bố trí cho anh một cái khu vực là giếng trời. Đây các bạn xem, đây là khu vực giếng trời để lấy sáng cho cái không gian của sảnh thang. Thì trong một cái kiến trúc nhà phố á, thì cái việc mà lấy sáng á, và lấy gió nó là một cái ưu tiên quan trọng để khi mà cái người sử dụng ở trong cái khu vực không gian của ngôi nhà mình á, nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không bị tối và thứ hai á, là nó sẽ không bị bí. Thì ở đây chúng tôi để giải quyết cái nhu cầu đó cho anh Việt thì chúng tôi bố trí cho anh Việt một cái khu vực giếng trời lấy sáng. Thì ở trên chúng tôi gia công cho anh là một cái khung sắt và ở trên nữa là lắp kính. Ở không gian ở phía sau này á, ở trên tầng 3 này thì không gian này là không gian giặt phơi của ngôi nhà anh. Đây, xin mời các bạn vào cái không gian này. Không gian này thì gần như là một cái không gian về sau phát sinh thêm do cái ý tưởng của anh Việt. Thì không gian này á, sẽ là không gian ban đầu chúng tôi thiết kế là cái không gian giặt phơi. Thì sau á, thì anh Việt có ý muốn, mong muốn là cải tạo lại thành một cái không gian là anh Việt tận dụng lại để làm một cái phong cách khác trong cái quy trình là chụp studio. Thì các hoàn thiện ở cái phòng này á, thì chúng tôi hoàn thiện cho anh là cũng là hoàn thiện cái công đoạn sơn nước. Trần á, thì cũng làm đơn giản thôi, tại vì sau này á, cái hình thức linh động trong một cái không gian studio á, thì cần phải thay đổi liên tục. Nên là hình thức không gian này chúng tôi bố trí cho anh cũng khá là cơ bản và đơn giản. Cũng không có khỏi phải, không có phải là kém sang trọng, vì chúng tôi ở đây bố trí các chỉ nẹp như thế này cho anh. Thì chỉ nẹp này chúng tôi dùng cái loại là có sẵn ở cửa hàng và đưa về và gia công gắn lên tường. Thì các bạn thấy cũng có hình thức nó khá là đẹp và chỉnh chu. Ở cái khu vực sàn của các phòng á, thì chúng tôi lát cho anh cái loại gạch giả gỗ. Thì cái loại gạch giả gỗ này á, nó sẽ làm cho cái không gian trong nhà mình á, nó sang trọng và nó cảm thấy như là nó ấm cái ngôi nhà của mình hơn, ấm cho cái không gian sử dụng ở trong phòng nhiều hơn là những cái loại gạch khác. Thì cái loại gạch này á, chúng tôi thi công cho nhà anh Việt là loại gạch giả gỗ. Thì cái loại gạch giả gỗ này nó có ưu điểm hơn với cái sàn gỗ là nó sẽ nó chịu được nước, và cái loại gạch này nó mỗi một cái viên gạch nó đều có mã. Thì cái viên gạch giả gỗ này á, ở ngoài cửa hàng khi chúng tôi nhập cái lô hàng về thì sẽ có cái mã riêng của cái màu gạch như thế này. Và sau này thì có cái vấn đề gì thì cái loại này cũng sẽ dễ thay thế hơn là cái loại sàn gỗ. Ở không gian trên tầng 3 này á, thì ngoài cái phòng được cải tạo thành studio thì chúng tôi bố trí cho anh Việt một cái sân thượng như thế này, khá là rộng và thoáng. Thì sau này ngoài cái việc là ngồi ở đây anh Việt có thể là
uống trà vào buổi chiều hoặc là chơi cùng với gia đình ở trên cái khu vực sân thượng này, thì anh Việt cũng có thể tận dụng cái sân thượng ban công này làm một cái không gian để mà mình có thể linh động và chụp hình và làm dịch vụ, thì nó cũng khá là hay. Thì ở cái sàn tầng 3 này nó gần chúng tôi hoàn thiện cho anh là cái loại gạch nhám để khi mà có mưa thì nó sẽ chống trơn trượt, nó khá là tốt. Cái công đoạn hoàn thiện của chúng tôi hiện tại đang làm cho anh Việt là lắp các ô kính ở bên ngoài và điều chỉnh một số thứ ở cái chi tiết phào chỉ tân cổ điển. Chờ những cái khu vực này là sắp sửa hoàn thiện cho anh là sẽ lắp cái lan can hình thức con tiện ở đây, ở vị trí này. Ở phía trên mái của tầng 3 thì các bạn thấy chúng tôi bố trí các hệ thống cấp nước và máy năng lượng mặt trời ở phía trên tầng đáy, và từ cái chỗ vị trí đáy là chúng tôi có một cái hộp kỹ thuật để đưa các đường ống thông xuống dưới các tầng dưới và phục vụ cấp nước cho khu vực ở phía bên dưới. Thì như các bạn cũng đã thấy á, ngôi nhà của anh Việt mà chúng tôi thiết kế và thi công chọn gói cho gia đình anh đã đi đến những cái khâu mà hoàn thiện cuối cùng. Thì thời gian sắp tới đây chúng tôi sẽ hoàn thành ngôi nhà sớm nhất để bàn giao cho gia đình của anh. Để bàn giao cho gia đình của anh, và thông qua cái video này á, thì tôi cũng cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn cái dịch vụ thiết kế và thi công chọn gói của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.